Cảm ơn quý vị tiếp tục đồng hành cùng với Chào Buổi Sáng, và như đã hẹn thì chúng tôi đã trở lại với những thông tin thời tiết. Và như camera ngoài trời khu vực Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội thì quý vị cũng có thể thấy là mặt trời đã lên cao lắm rồi, và dự báo ngày hôm nay thì cũng là một ngày nóng ở Bắc Bộ nữa. Và còn từ ngày mai á, thì nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ gay gắt hơn, và diễn biến cụ thể như thế nào chị Việt Hà? Dạ vâng, dự báo là nhiệt độ tại cả Bắc Bộ và Trung Bộ thì có thể sẽ tiếp tục tăng thêm từ 1 đến 2 độ C nữa. Và cụ thể là như tại thủ đô Hà Nội thì nhiệt độ trong ngày hôm nay lên 37 độ C. Và sau đó thì đến ngày thứ 6 và ngày thứ 7 thì nhiệt độ có thể lên tới là 38 độ C. Lưu ý đây mới chỉ là nhiệt độ đo được trong lều khí tượng và có mái che. Còn ở ngoài đường thì với hiệu ứng đô thị, nhiều đường nhựa bê tông thì nhiệt độ cảm nhận có thể lên tới là 40 độ C. Không chỉ riêng Hà Nội mà dự báo trong 3 ngày tới thì nắng nóng gay gắt 37 đến 38 độ C cũng sẽ xảy ra tại Hòa Bình, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế. Do các khu vực này thì là nơi chịu ảnh hưởng rõ nét của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển cũng như là hiệu ứng gió phơn nữa. Dạ vâng, như vậy là thời tiết những ngày tới sẽ nóng hơn ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Và nắng nóng kéo dài thì người lao động ngoài trời thì cũng cần đề phòng tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt. Còn với vùng núi Bắc Bộ ngày hôm nay thì vẫn dự báo là tiếp tục có mưa. Diễn biến mưa cụ thể như thế nào chị Hà? Dạ vâng, trái với nắng nóng ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, vùng núi dự báo là vẫn sẽ còn mưa về đêm trong khoảng 2 đến 3 ngày tới ạ. Tuy cường độ mưa không lớn, số điểm mưa to trên 50mm thì chỉ xảy ra cục bộ. Nhưng mà sau nhiều ngày mưa thì đất đá đã ngậm no nước, không còn kết dính. Thế nên có thể xảy ra sạt trượt hay thậm chí là lũ quét bất cứ lúc nào, nhất là tại các sườn dốc hay là ven các sông suối. Còn với Tây Nguyên Nam Bộ thì mưa vẫn xuất hiện đều đặn về chiều tối do gió mùa Tây Nam hoạt động ổn định. Vẫn sẽ có những điểm mưa to trên 70mm có thể kèm theo nguy cơ về sấm sét và gió giật mạnh. Mưa xảy ra ngay sau buổi trưa nắng mạnh, không khí bị xáo trộn nên các hiện tượng cực đoan như là gió lốc sấm sét lại càng dễ xuất hiện. Còn về nhiệt độ tại Tây Nguyên, dự báo trưa nay trong khoảng từ 30 đến 32 độ C, Nam Bộ thì sẽ nóng hơn 30 đến 34 độ C. Trên biển ngoài khơi huyện đảo Trường Sa, tiếp tục cảnh báo có mưa dông, dễ kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Còn với huyện đảo Hoàng Sa thì dự báo hôm nay trời nắng và gió ổn định ở mức cấp 3 đến cấp 4. Dạ vâng, cảm ơn chị Việt Hà với những dự báo chi tiết vừa rồi.